Quý vị, chúng tôi đã từng thông tin đến quý vị về cuộc tranh luận của giới học thuật về điều kiện để đại học phi lợi nhuận hoạt động hiệu quả ở Việt Nam. Trên thế giới đã có rất nhiều trường đại học danh tiếng như Harvard và Stanford v.v. đang hoạt động theo mô hình này. Vậy tại sao khi về đến Việt Nam, khái niệm đại học phi lợi nhuận lại gây nhiều tranh cãi? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Tôn Nữ Thị Ninh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Giáo dục Trí Việt. Vậy thưa bà, trên thế giới có rất nhiều trường đại học danh tiếng mà hình thức của nó là trường đại học không vì lợi nhuận. Nhưng tại sao tại Việt Nam việc ứng dụng, áp dụng một cái trường đại học không vì lợi nhuận nó lại khó đến như vậy thưa bà? Trước hết đó là vấn đề nhận thức. Khi nhà nước đã mở không gian cho giáo dục tư thục thì nhà nước đã có lẽ hơi vội vàng, thiếu nghiên cứu, cho nên đã tạo một cái khung pháp lý có thể nói là gây khó khăn chứ không tạo thuận lợi cho sự ra đời của các trường đại học không vì lợi nhuận. Thời gian gần đây thì nhà nước có ý thức là cố gắng là tạo điều kiện một cách công khai hơn, rõ ràng hơn. Nhưng mà dù sao đi nữa, theo quan điểm của tôi á, nếu mà xem xét các văn bản và đối chiếu với cái thực trạng ở Việt Nam á, thì tôi nghĩ như thế là chưa đủ. Tôi thấy ngay cả trong cơ quan giáo dục và giới giáo dục, cái nhận thức cũng chưa là đồng thuận và thống nhất. Có phải chăng là cái niềm tin của xã hội chưa có? Người ta không tin rằng một trường đại học gọi là tư thục lập ra mà lại có thể hoạt động không vì lợi nhuận. Không ai nghĩ như vậy hết. Bà có nghĩ như vậy hay không? Trong xã hội là có một cái thiếu niềm tin đối với những đơn vị, những tổ chức là tự xưng là không vì lợi nhuận. Mà có một phần phải nói cho nó song phẳng và công bằng là vì họ thấy những thực thể tổ chức mà vì lợi nhuận số mà làm đàng hoàng và tốt có mà ít quá, mà số là nhung nhằng không rõ ràng, thậm chí là ở ranh giới của một cái sự phải nói là lừa gạt đối với những cha mẹ và bản thân sinh viên học sinh thì khiến cho họ là có cái hoài nghi với toàn thể giáo dục đại học tư thục. Thành thử là cái đó là gọi là tội nghiệp cho những số không chưa nhiều những đơn vị mà mong muốn vươn lên thành những trường không vì lợi nhuận. Việc thành lập một trường đại học không vì lợi nhuận ở khía cạnh khác đó là khía cạnh góp vốn. Ở Việt Nam mình thì doanh nhân giàu cũng đã có và doanh nhân siêu giàu cũng đã có rất nhiều rồi. Vậy thì nhưng mà dường như có phải chăng là họ vẫn chưa sẵn sàng để bỏ một số tiền lớn cho một trường đại học và cuối năm không nhận về được một phần cổ tức nào? Tôi sẽ đặt vấn đề nó khác. Đối với những doanh nhân mà giàu cỡ vừa và nhỏ thì họ chưa sẵn sàng là vì họ đâu có thể bỏ một cái món tiền lớn được, họ còn phải tính cái chuyện là làm ăn của công ty họ. Đối với những cái doanh nghiệp và doanh nhân mà lớn á, thì trước mắt là họ làm một số trường là đàng hoàng, tư thục đàng hoàng, nhưng vận hành theo cơ chế vì lợi nhuận. Và cái mục tiêu lúc thành lập á, là để trước hết là tạo nhân lực cho chính cái ngành của họ, ví dụ như đại học FPT. Nhưng mà hy vọng sắp tới nếu mà những là đại gia họ hiểu được cái trách nhiệm của họ đối với xã hội là phải trả lại cho xã hội những cái gì họ có được á, nhờ cái sự gọi là ủng hộ của xã hội thì họ sẽ sẵn sàng bỏ một cái món tiền lớn là hiến tặng, chứ không phải là đầu tư theo cái nghĩa đầu tư bình thường làm ăn, hiến tặng để có thể ra đời những cái trường đại học tư thục không vì lợi nhuận như đang xảy ra diễn ra ở rất nhiều nước phát triển trên thế giới. Thì tôi nghĩ là chúng ta đang ở cái giai đoạn trước ngưỡng của cái khả năng đó. Dạ vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều.